Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama, sinh ra Peres và Derek. Peres sinh Chesron, Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachson, Nachson sinh Salmon, Salmon lấy Ra-khắp sinh Boaz, Boaz sinh Rút, Boaz lấy Rút sinh Ô-vết, Ô-vết sinh Giê-xê, ông Giê-xê sinh David. Vua David lấy vợ của ông Uria, sinh ra Solomon, Solomon sinh Rơ-khắp-am, Rơ-khắp-am sinh Avisa, Avisa sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Út-di-da, Út-di-da sinh Jotham, Jotham sinh A-khát, A-khát sinh Khít-ki-da, Khít-ki-da sinh Mơ-na-xê, Mơ-na-xê sinh A-môn, A-môn sinh Josia, Josia sinh Dơ-khô-da và các anh em vua này. Kể đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Dơ-khôn-di-a sinh Sa-thi-en, Sa-thi-en sinh Dơ-rúc-ba-ven, Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Enjakim, Enjakim sinh Ado, Ado sinh Sadok, Sadok sinh Akhin, Akhin sinh Elihud, Elihud sinh Alada, Alada sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Trọng kính quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy, quý sơ, cùng quý toàn thể cộng đoàn phục vụ. Theo lịch phụng vụ của giáo hội thì chúng ta đã mừng lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria vào ngày mùng 8 tháng 9 vừa qua. Và một năm chúng ta có 3 ngày kính sinh nhật theo lịch phụng vụ của giáo hội, đó là ngày lễ sinh nhật vào ngày 24 tháng 6, ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Mùng 8 tháng 9 là ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria và ngày 25 tháng 12 là ngày sinh nhật Chúa Giêsu. Hôm nay anh em là những người con của giáo xứ Hoàng Xá xa quê tại các tỉnh miền Nam hôm nay. Vì điều kiện, hôm nay mới tổ chức lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Có thể nói đây là một ngày giỗ tổ của những người con của Hoàng Xá. Đáng lý là theo lệnh phụng vụ thì chúng ta đã mừng ngày lễ kính sinh nhật Đức Maria, cũng là ngày giỗ tổ của giáo họ Hoàng Xá ngày xưa và hôm nay là giáo xứ Hoàng Xá trong giáo phận Thái Bình. Để chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau trong ngày lễ chúng ta mừng kính sinh nhật Đức Trinh Nữ là mẹ của chúng ta,
là quan thầy của giáo xứ, quan thầy của mỗi người, con của Hoàng Xá, dù ở miền Nam hay ở bất cứ nơi đâu, chúng ta luôn luôn hướng về quê hương, nơi mà chúng ta có ông bà, cha mẹ, tổ tiên, và cũng là nơi mà giáo xứ thân thương mà đã cho chúng ta được làm con người và được làm con Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn phục vụ, một buổi sáng mai khi nhìn về phía hừng đông, chúng ta thấy cái quang cảnh của buổi ban mai đẹp đẽ sáng rực. Chúng ta tin báo rằng ngày hôm đó sẽ có sự lỏ hiện của mặt trời chói lọi trong ngày một ngày nắng đẹp tươi. Ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria còn được gọi với tước hiệu là ngày lễ Đức Mẹ Rạng Đông hay là Đức Mẹ Mông Triệu. Vậy thì ai trong chúng ta cũng có một ngày sinh nhật, ngày mà chúng ta được hiện hữu trở thành một con người trên trần gian này. Ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria là ngày vui mừng, không chỉ như sinh nhật của chúng ta là ngày vui mừng của cha mẹ, của ông bà hay là của những người thân yêu trong gia đình của chúng ta, nhưng ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria là ngày vui mừng của toàn thể nhân loại. Bởi vì Thiên Chúa đã chọn, đã gọi Đức Trinh Nữ Maria để sau này trở thành mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ của Thiên Chúa. Vì thế cũng như khởi đầu một ngày mới, chúng ta nhìn về phía chân trời, phía hừng đông, chúng ta thấy một buổi sáng ban mai đẹp đẽ rực rỡ, thì báo hiệu xuất hiện mặt trời sẽ ló dạng đầy chói chang và đẹp đẽ, báo mộng cho chúng ta một ngày mới huy hoàng. Thì ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria là ngày báo hiệu cho chúng ta một ngày niềm vui, vì Chúa Giêsu chính là mặt trời công chính sẽ đem đến ơn cứu độ cho con người của chúng ta. Nếu Chúa Giêsu là con Đức Trinh Nữ Maria về thể xác và là con Thiên Chúa và là đấng cứu độ nhân loại, thì Đức Trinh Nữ ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria là một ngày báo tin cho toàn thể nhân loại của chúng ta một niềm vui, vì qua mẹ, nhờ mẹ và trong mẹ, chúng ta sẽ được đón nhận Chúa Giêsu chính là mặt trời công chính, là đấng sẽ đem lại cho nhân loại của chúng ta ơn cứu độ qua cuộc tử nạn và phục sinh của chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Vậy hôm nay tất cả cộng đoàn, anh chị em, những người con của giáo xứ Hoàng Xá xa quê tại miền Nam hôm nay tổ chức mừng lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, cũng được phép của cha quản nhiệm giáo xứ Hoàng Xá tại quê nhà và đang chủ tế trong giáo xứ trong thánh lễ hôm nay đã phân công, xin được chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em, đặc biệt các anh chị em là những người con của Hoàng Xá xa quê đang tại trong các tỉnh miền Nam này. Cái điều thứ nhất, chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương con người của chúng ta, thương nhân loại của chúng ta. Dù con người và nhân loại của chúng ta là những người tội lỗi, chính vì thế ngay sách khởi đầu, sách sáng thế cho chúng ta thấy, khi ông bà nguyên tổ của chúng ta phạm tội, sau khi đã tuyên án với ông bà, với hậu quả nguyên tội của ông bà chúng ta cũng như về con rắn, Thiên Chúa đã phán với con rắn rằng: này đây, ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ đạp dẹp đầu mi, còn mi rình cắn gót chân người. Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại của chúng ta, Ngài không muốn phá hủy cái công trình mà Thiên Chúa đã tạo dựng, dù rằng con người đã bất tuân lệnh Chúa, đã vô ơn, đã quay lưng chống lại Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa muốn cứu độ con người của chúng ta ngay chính công trình mà con người đã phá hủy, để rồi Ngài sẽ hứa ban đấng cứu thế đến cho nhân loại của chúng ta. Qua nhiều thời đại, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tổ phụ, qua các ngôn sứ, và đến thời sau hết, Ngài đã phán dạy chúng ta qua chính Thánh tử Giêsu. Hay trong bài trích sách ngôn sứ Mi-kha đã cho chúng ta cũng thấy, tiên tri Mi-kha cũng đã tiên báo cho chúng ta một cái điềm lành, đó là việc một người nữ sẽ sinh hạ cho nhân loại của chúng ta một đấng cứu độ. Và cái hình ảnh này đó chính là
là Đức Trinh Nữ Maria mà hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội để gì mừng ngày sinh nhật của mẹ. Ngày mà gì mà toàn thể giáo hội của chúng ta, toàn thể nhân loại của chúng ta vui mừng vì có mẹ Maria sẽ có đấng cứu thế cho chúng ta. Vậy thì điều quan trọng đó là gì? Chúng ta phải cảm tạ ơn Thiên Chúa. Cảm tạ ơn Thiên Chúa đã thương con người chúng ta. Và cái lời cảm tạ đó chúng ta phải gì? Thực hành bằng chính cái gì? Bằng chính đời sống của người Kitô hữu của chúng ta. Để rồi gì? Chúng ta hãy nghe lời Chúa, hãy đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống của người Kitô hữu của chúng ta. Cái bài học thứ hai cho chúng ta đó là gì? Ai trong chúng ta là con người hiện diện trên mặt đất này, chúng ta đều có một ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật là ngày mà gì? Chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta làm con người. Vậy thì cái ngày mà chúng ta được vui mừng, được trở thành con người, ngày mà gì? Ông bà cha mẹ của chúng ta, ngày mà những người thân thương của chúng ta tạ ơn Chúa rồi chúc mừng cho chúng ta trong cái ngày mà chúng ta được hiện hữu của trần gian này. Và nhất là thời ngày đại ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng từ già đến trẻ, từ sang đến hèn, từ giàu có đến nghèo, chúng ta đều mừng ngày sinh nhật của chúng ta. Bởi vì chúng ta được trở thành một con người hiện hữu của trần gian này. Vậy thì cái bài học cho chúng ta đó là gì? Chúng ta phải biết tôn trọng sự sống của chúng ta và tôn trọng sự sống của anh chị em của mình. Vì sự sống con người của chúng ta đó chính là do ân ban của Thiên Chúa. Chúng ta được truyền thụ cái sự sống của chúng ta đó là chính sự sống của Thiên Chúa. Và cũng như sách Sáng Thế đã cho chúng ta, khi Thiên Chúa đã tạo dựng nên nguyên tổ của chúng ta đầu tiên đó là ông A-dông. Thiên Chúa lấy bùn đất mà nặng lên hình ông A-dông và đồ đó gì? Thở, hơi và lỗ mũi và con người có sự sống. Vậy thì cái sự sống của con người của chúng ta đó là gì? Chính sự sống của Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta gì? Tuyệt đối không được gì? Cướp quyền của Thiên Chúa để gì? Chúng ta sát hại cái sự sống của chúng ta và sát hại sự sống của anh chị em của mình. Nhất là ngày hôm nay chúng ta phải biết rằng đối với thế giới ngày hôm nay, một thế giới mà nó đang làm cho Thiên Chúa rất đau lòng, rất đau khổ, đó chính là việc gì? Nạn phá thai. Nạn phá thai, giết các thai nhi. Vậy thì là những người Kitô hữu, là những người Công giáo, là những người có niềm tin vào Thiên Chúa, đặc biệt anh chị em chúng ta là những người đã nhận Đức Trinh Nữ Maria làm quan thầy, chúng ta phải gì? Luôn luôn biết bảo vệ sự sống của chúng ta và bảo vệ sự sống cho người khác. Hơn thế nữa, để bảo vệ sự sống cho người khác, chúng ta phải luôn luôn gì? Biết tôn trọng sự sống của người khác, đặc biệt đó là sự sống của thai nhi. Để rồi gì? Chúng ta đừng tham gia vào những việc để gì? Chúng ta phá thai, hoặc chúng ta đừng bao giờ phá thai. Bởi vì chúng ta khi chúng ta phá thai đó là gì? Chúng ta cướp sự sống của Thiên Chúa. Đó là một điều mà chúng ta không được phép làm. Cái điều thứ ba, mừng kính Đức Trinh Nhật Đức Sinh Nữ Maria là mẹ của chúng ta và là mẹ của mỗi người trong chúng ta, và đặc biệt là những anh chị em, là những người con của Hoàng Xá đã nhận ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria làm quan thầy và cũng là nhận Đức Mẹ làm quan thầy. Vậy thì chúng ta phải có cái tương quan với Đức Mẹ, không chỉ là người chúng ta mừng lễ này, mời ban kèn nọ, mời ban kèn kia, nào là rước, nào là dâng hoa, nào là tổ chức lễ hoành tráng, rồi sau lễ để lại lạc, đó là gì? Không phải. Mà cái điều quan trọng chúng ta mừng lễ Đức Mẹ không phải là một ngày hôm nay, mà chúng ta phải mừng lễ cả suốt cả cuộc đời của chúng ta, mọi nơi mọi lúc, bằng việc chúng ta hãy noi gương Đức Trinh Nữ Maria, và nhất là chúng ta hãy nghe lời Đức Mẹ, để rồi gì? Chúng ta hãy tuân theo thánh ý Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng Đức Mẹ cũng đã hiện ra rất nhiều lần với con cái của mình qua mọi thời đại. Đức Mẹ luôn luôn nhắn nhủ chúng ta hãy ăn năn đền tội, hãy cải thiện đời sống, và nhất là hãy siêng năng lần hạnh bất côi. Vậy thì chúng ta đã nhận Đức Mẹ làm quan thầy, chúng ta phải thực hiện được ba điều mà Đức Mẹ luôn luôn dạy chúng ta. Đó là gì? Chúng ta phải luôn luôn biết ăn năn đền tội tất cả những cái tội lỗi của chúng ta. Để rồi gì? Chúng ta đừng tái phạm những tội lỗi mà chúng ta đã mất lòng Chúa. Đặc biệt chúng ta phải cải thiện đời sống từ một con người tội lỗi để chúng ta trở thành con người thánh thiện, từ một con người chơi bời, con người ham mê mọi những thứ ham mê trần tục, chúng ta không làm những điều đó, mà chúng ta luôn luôn gì? Luôn luôn biết cải thiện để trở thành cái con người thánh thiện, con người tốt lành, là xứng đáng làm con cái của mẹ Maria, xứng đáng là con cái của mẹ. Con cái của mẹ Maria là mẹ là đấng thánh, con của mẹ là Chúa Giêsu là đấng thánh. Chúng
ta là em Chúa Giêsu, tức là con của mẹ, chúng ta phải trở nên con người thánh thiện. Mà muốn trở nên con người thánh thiện là chúng ta phải chưa cài tội lỗi, chúng ta phải biến đổi cái đời sống của chúng ta. Và đặc biệt, ai trong chúng ta cũng mong muốn cho gia đình được bình an, ai trong chúng ta cũng mong muốn cho chúng ta được những điều tốt lành. Vậy thì cái lời nhắn nhủ của mẹ Maria thứ ba đó là gì? Hãy siêng năng lật hạt mân côi. Siêng năng lật hạt mân côi, cha cũng được nghe trong cái gọi là hội đọc kinh, nhưng mà cũng lúc đầu khi tổ chức cũng thế sốt sáng lắm, là có thể từ Sài Gòn xuống Bình Dương đọc kinh, từ Sài Gòn xuống Bình Phước đọc kinh. Nhưng mà nghe nói lúc đầu thì cũng thế là sốt sáng đấy, nhưng mà giờ thì dần dần cũng mai một. Và hai nữa, bản thân mỗi người trong chúng ta hàng ngày chúng ta có nhớ đến Đức Mẹ để rồi gì, chúng ta đọc kinh cầu nguyện hay không? Chắc chắn nhà anh chị em nào cũng có bàn thờ, và điều quan trọng thế nào chúng ta cũng có tượng chịu đạn, chúng ta có tượng Thánh Du Xe, và chắc chắn chúng ta có tượng Đức Mẹ. Nhưng hỏi rằng tối đến chúng ta có gì, có quây quần bên tòa của Đức Mẹ để chúng ta đọc kinh lần hạt hay không? Rồi bản thân chúng ta có đọc kinh lần hạt hay không? Gia đình của chúng ta đọc, có cái đọc kinh lần hạt hay không? Hay là gì, chúng ta chỉ khi nào mà chúng ta cần đến, khi nào chúng ta làm ăn khó khăn, khi nào gia đình của chúng ta bệnh hoạn tật nguyền, khi nào chúng ta có những cái sự cố trong gia đình, chúng ta phải chạy đến Đức Mẹ? Không được, là con cái của Đức Mẹ, hàng ngày chúng ta phải gắn kết với Đức Mẹ qua tràng hạt kinh, tràng hạt mân côi hàng ngày. Để rồi hôm nay là ngày chúng ta mừng lễ kính Đức Mẹ, không phải để chúng ta cùng nhau tổ chức một cái lễ hoành tráng vân vân, mà điều quan trọng đó là gì, để chúng ta noi gương Đức Mẹ, để chúng ta biết nhận lời Đức Mẹ, nhận lời Đức Mẹ, và với những cái lời khuyên của Đức Mẹ, qua những lời mà Đức Mẹ đã hiện ra để mà dạy dỗ chúng ta. Vậy thì hàng ngày chúng ta phải biết chạy đến với Đức Mẹ qua đọc kinh cầu nguyện, qua kinh tràng hạt mân côi, để rồi gì, chúng ta không chỉ là chúng ta xin Đức Mẹ ban cho chúng ta cái này, xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta điều này điều kia, mà điều quan trọng đó là gì, chúng ta cùng với Mẹ suy ngẫm những sự thương khó của Chúa, suy ngẫm những màu nhiệm trong lời kinh mân côi để gì, cũng như là những cái bậc thang để giúp chúng ta tiến về cái hạnh phúc, cái ngày mà chúng ta được sinh nhật ở trên trời, đấy mới là điều quan trọng. Vậy qua lời Chúa ngày hôm nay, và mà chúng ta cùng kính Đức sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, xin cho chúng ta học được nơi ngày lễ hôm nay với ba điều. Thứ nhất, chúng ta phải luôn luôn biết tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta được làm con người, được làm con Chúa trong hội thánh, qua việc chúng ta được sinh ra để làm con người, qua việc chúng ta được sinh ra được làm con Chúa, qua ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Cái điều thứ hai, chúng ta hãy luôn luôn biết bảo vệ sự sống của chúng ta và bảo vệ sự sống của người khác, bởi vì sự sống của con người của chúng ta đó là sự sống do ân ban của Thiên Chúa ban cho con người của chúng ta. Và điều thứ ba, chúng ta mừng kính Đức ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria cũng là ngày mà chúng ta hãy học nơi Đức Trinh Nữ Maria mới những lời mà Đức Mẹ đã nhắn nhủ dạy dỗ chúng ta, đó là hãy chừa cải tội lỗi, hãy cải thiện đời sống, và nhất là hãy siêng năng lần hạt kinh mân côi.